Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình trang trí cái cài bằng hạt bẹt đi nha các bạn. Đây là một cái cài tóc. Đây chỉ là một cái cọng kẽm dẹp thôi các bạn. Bây giờ mình lấy cái, đây là thun đen mà để mai đồ quấn tóc nè các bạn. Nó có độ giãn nha. Nó màu đen. Thì bây giờ mình dán nó vô đây. Mình quấn nó vô trước các bạn. Đây là một cái súng bắn keo. Mình quấn nó vô đây nha các bạn. Quấn hết đi. Quấn hết vào đây. Rồi một lát mình để hột vô nha các bạn. Rồi trước khi mình dán cái hột vô đây là mình phải xâu cái hạt trước. Các bạn thấy không? Mình quấn nó vô cho cái cọng kẽm nó to ra, chứ cọng kẽm này nó cũng đã đen rồi. Còn cái cách mà mình để hạt lên kiểu gì là đó là tùy mình muốn nha các bạn. Tùy theo ý thích của mình. Ở đây mình chỉ các bạn làm cái kiểu đơn giản nhất. Tại vì cái tánh mình là tánh đơn giản. Hơn nữa đơn giản nó cũng dễ làm nữa các bạn. Mình chia sẻ với các bạn từ cái đơn giản nhất cho đến cái cao nhất. Nhưng mà cao nhất không biết mình có khả năng không đây. Mình không có chuyên nghiệp các bạn, thành ra mình biết bao nhiêu mình chia sẻ bao nhiêu cho nó vui thôi. Rảnh rỗi thì xin nông nổi. Mình biết là cái quỹ thời gian của mình còn ít lắm. Mình chia sẻ với đời mà, chia được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Mình quấn cái này nó to ra nè các bạn, nó to ra nè, nó thấy không? Quấn bằng cái cọng thun màu đen, hai cọng. Mình tôn vinh, mình trang trí lên cho nó đẹp. Các bạn cho vô đây một miếng keo nha. Để mình dán cái phần cuối cùng cho nó chắc vô đây. Các bạn còn dư thì các bạn hớt bớt nha các bạn. Bỏ đi. Rồi mình để nó qua một bên. Bây giờ mình đi sâu chuỗi nha các bạn. Sau chuỗi thì mình gồm có hạt 3 ly. Mình đi đều 3 ly thôi ha. Một hạt trắng và hạt đen nè. Còn cái này thì mình để đây, lát mình làm bông hoa gì thì mình làm. Trước hết thì mình có hai cái kim. Các bạn có hai cái kim nè, mình xỏ chỉ đen nha. Tại vì mình tính đi một đường trắng chính giữa, hai đường đen hai bên thì mình đã có hai cái hột đen rồi đó. Bây giờ mình đi
thêm màu hột đen nè, bên đây nữa nè, rồi bên đây màu hột đen và màu hột trắng nha các bạn. Trắng chính giữa thì mình giao nhau ở cái hột trắng. Đen hai bên, trắng chính giữa nha các bạn. Cái này là cái nhã nhặn nhất. Mình mắt nhỏ các bạn một cái bí quyết nhỏ nè, mà mình sâu hột thì mình để cái hột nó gần đây theo sai rồi, mình để cái hạt nó vô sâu trong này đi, rồi mình giao nha các bạn, chứ để mình giao sớm quá thì rủ nhiều khi mình xỏ nó lộn đó, rồi cái nó lẹo chỉ đó các bạn. Cái hạt này nó nằm ở bên đây, mình cho nó vào một bên đi chứ hai bên vẫn được nha, miễn mình xỏ đúng thôi à. Mình nói chuyện một hồi là mình có thể quên đó các bạn. Bởi vậy cái nghề xâu chuỗi là cái nghề tịnh tâm dữ lắm, mình làm mới được. Nếu mình không tịnh tâm thì mình xỏ nó dễ là lộn giữa hạt này với hạt kia, rồi mắt ông tháo ra chỉ nó rối. Đây là cũng là một cách thiền đó các bạn, thiền đốn ngộ đó. Mình làm cái gì mình biết cái đó, hoặc là mình phải tập trung. Tập trung là một hình thức thiền rồi đó. Mình để nó gần sát vậy nè, vậy mình cho nó giao nhau để mình khỏi có cái tránh cái sự rối chỉ đó các bạn. Kim thì lúc nào mình cũng đi hai bên, mình để hai bên như thế này cho nó rõ ràng ra, chứ nếu mà mình để gần quá nó cũng dễ bị rối chỉ. Bạn nắm hai cái sợi chỉ các bạn đè xuống, thì cây kim này các bạn đi ở trên nè, tránh lẹo chỉ đó các bạn.
Các bạn đo thử nè, mình chỉ lấy tới đây thôi. Rồi tới đây nè các bạn đo thử thì mình làm một cái bông méo méo đi nha các bạn. Mình làm một cái hoa. Thì mình làm một cái hoa màu trắng trước đi. Mình cho cái hạt này nó giao nhau trước nha các bạn. Rồi mình lấy ra là 5 hạt như thế này. Mình bỏ cái hạt này ra đi. Mình cho 5 hạt, mình bỏ cái hạt nhỏ ra đi các bạn. Nó phải giao nhau một hạt ở giữa mới được. Thay vì mình làm hạt nhỏ thì mình đi luôn. Còn bây giờ mình làm một cái hạt lớn để một lát mình làm cái hoa ở đây nè các bạn. Đây nè. Đó, mình làm một cái hoa nó méo méo như vậy nè. Đấy nha. Mình phải đo với cái cây đó. Thì bây giờ mình xỏ một hạt lớn nè. Một cái hoa màu trắng nha. Xỏ một hạt lớn vô đây. Rồi mình cho nó giao nhau đi. Cho nó rõ ràng cái hoa. Cho nó giao nhau chứ. Như vậy là nó không giao rồi. Mình xỏ nghịch là tự động nó không giao nha các bạn. Mình xỏ xuôi là nó không có giao đâu. Nè, đó nó giao nhau vậy nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tiếp tục, đó là được một hạt rồi. Bên đây một hạt nữa là hai nè. Ha. Và bên đây là ba hạt, là năm. Là mình làm năm đó nha các bạn. Rồi mình giao ở cái hạt này. Đó. Mình giao ở đây. Bây giờ mình làm sao mà mình được, mình làm tiếp đây. Đó là. Sáu mới được đó các bạn ơi. Thấy không? Mình không làm được, mình bí đường rồi mình phải thêm đó. Tại vì mình thấy nếu mà mình làm mà cái bông nó méo, nó không có cân giữa hai bên đó là nó thiếu hay là nó thừa đó các bạn. Bây giờ mình phải tháo ra thôi. Đây là ba hạt này ha. Bên đây là mình xỏ kim lại, mình làm 6 mới được đó các bạn. Nên nó có 5 rồi, mình thấy thiếu là mình thấy nó méo là mình biết rồi. Đó, bên đây một hạt nữa mới đúng. Thì có một hạt giữa rồi thì bên đây 3, bên đây 2, có nghĩa là 2 với 2 với nhau nè. Còn ở giữa thì nằm yên nè nha các bạn, còn một hạt giao nhau nè. Đó, nó thì như vậy. Còn nếu mà mình giao nhau mà thấy nó nghiêng một bên đó là mình đã thiếu rồi đó. Thiếu lát mà đi không có được. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi cái hạt à, hai hạt đen hai bên. Hai hạt đen hai bên thì một cái hạt trắng chính giữa.
cho nó khoảng tạo khoảng cách nha các bạn. Rồi đó, đúng rồi đó. Rồi nếu mà mình muốn làm một cái bông hoa nữa, nó nằm ở chỗ này rồi nè, mình làm một cái nữa thì mình cho một cái hạt này này chính giữa, cho một cái hạt lớn chính giữa nha các bạn. Rồi giao nhau ở cái hạt lớn này. Đó, giao nhau ở cái hạt lớn này nè. Mình làm hai cái hoa thôi mà mình phải làm nghiêng nó mới đẹp. Là mình làm thêm một cái hoa nữa nè, là 6 hạt, 1 2 3 4 5 6, 6 hai bên nó cân nè các bạn, không biết không, đi cái này nó mới ngay, còn 5 á thì cái này nó méo qua một bên. Đó. Thì đây bên đây 2, bên kia 3. Đó là được hai rồi đó. Bên đây 3 nha. 2 với 3 là 5 rồi, và một cái hạt làm sẵn nữa là 6. Sáu rồi đó các bạn. Nhưng mà mình lấy cái này nè, cái này nó cân nè, cái này cân bên đây, còn cái hạt này thì nó cân với cái hạt giao nhau nha các bạn, cân với cái hạt giao nhau đó. Mình làm hai cái bông hoa này nè, nó nằm nghiêng của cái cánh này. Thì bây giờ tiếp tục nè, tiếp tục mình đi cái đường như thế này. Nếu mà nó không có nằm nghiêng thì nó cũng phải là nằm chính giữa. Mà mình thấy nó nghiêng thì nó tạo cái độ nhấn hơn. Đi tiếp tục. Mình thích làm này kia lắm nhưng mà mình mang cái tính là đơn giản các bạn. Con người mình đơn giản lắm. Có nhiều lúc mình diện cho người khác nhưng mà mình lại không thích diện. Bản chất thì không màu mè mà thích làm những cái chuyện như thế này nè. Ăn uống cũng vậy, ăn mặc cũng vậy các bạn, mình không có màu mè đâu. Mình không có thích quần áo nhiều, có nhiều lúc may nhiều cũng để đó à, nhưng mà thích diện cho người khác, diện theo kiểu đơn giản nha, chứ bèo rúng nhiều quá mình cũng không thích đâu. Mình làm thì mình phải thăm dò nha các bạn. Mình phải thăm dò coi nó tới đâu.
Có những bạn comment hỏi mình chị sợ chuỗi có đau lưng không? Các bạn ơi, các bạn làm nó ghiền, các bạn đam mê lắm. Mình làm mình mê, mình muốn làm cho xong để cho cái mình coi cái sản phẩm mình làm ra coi có vừa ý không. Có nhiều lúc mình không vừa ý mình phải tháo ra đó các bạn. Nhưng mà nó đam mê rồi thì nó không có thấy gì đau lưng hết các bạn. Nó không có thấy gì đau lưng hết đó. Thấy thích. Mình làm nhiều quá mình không biết tải đi chỗ nào nữa. Phải các bạn ở gần gần mình tặng cho các bạn mỗi người một sâu hết ha. Làm kỷ niệm. Có chỗ nào bán đặng mình lấy tiền mình mua hộp khác nè các bạn. Có chỗ nào bán được á. Chắc mình phải gửi vô mấy cái tiệm làm tóc đó. Hoặc là cái tiệm may áo dài rồi đó. Coi người ta mặc người ta có cần không. Mà bây giờ người ta mặc áo dài kiểu hay là áo dài truyền thống gì người ta cũng có cái cổ bẹt hết các bạn. Người ta cũng gắn lên cổ hết á. Gắn sát lên cổ luôn. Người ta không có đeo nhiều. Còn này là để mặc áo đầm hoặc là áo dài cách tân rồi đó. Thì mình nói chuyện là mình quên đó các bạn thấy không? Nói chuyện là quên đó. Quên là mới xỏ như thế này nè. Đây đúng rồi nè. Đó. Thì ở bên đây thì xỏ qua bên đây. Mỗi lần xỏ lộn là mình phải đi kim lại đó các bạn. Cũng phải lộn chứ, nói chuyện mà không tập trung. Nè các bạn thấy không nào, mình coi mình biết liền á. Hồi xưa mình làm liếp mình nói chuyện thị phi nhiều quá mình không có thích, bởi vậy mình biết đó các bạn, cái kênh của mình thị phi thì nó lại nhiều nhiều chạy chạy theo trend đó, nó nhiều người xem lắm, một ngày một đêm nó lên cả mấy trăm suất. Nhưng mà bây giờ mình sợ quá, mình biết đến chùa rồi, bây giờ mình nhận xét người ta đúng hay sai gì mình cũng cảm thấy có lỗi đó các bạn, tại vì chuyện của người ta nói nhiều quá cũng không có tốt. Như mình đo lại nữa các bạn. Chưa đâu ha.
thêm nữa các bạn. Mình thấy được rồi đó các bạn, bây giờ mình kết thúc mà. Mình xóa lại. Mình xóa lại như thế này nó không có thấy chỉ mới chỉ nha các bạn. Xóa cho thuận chiều nè. Cái này cũng vậy. Xóa cho thuận chiều. Rồi bắt đầu chúng ta dán nó vô. Nếu các bạn lười thì các bạn chỉ cần dán vô là đủ được rồi các bạn ơi. Dán vô nha. Mình dán nó qua một bên. Thì mình làm thử nè, mình làm trước mà. Mình đo trước nha. Cũng vừa đủ nè các bạn. Còn mình hãy mình lười thì mình làm tuốt ở trên đây ha. Để mình dán vô cho các bạn coi nha. Đó, nó cũng vừa đủ mà. Vừa đủ, nó rất là có duyên nha các bạn, rất là có duyên. Bây giờ mình dùng cái hộp. Mình dùng thêm hộp. Chỉ có cách đơn giản nhất là mình dán thôi đó các bạn. Mình cắt bớt cái
mổ cái cao su này đi. Cái này mình dán nó nghiêng một bên như thế này nè, nó nghiêng ở một bên, mình thử nha. Chờ keo đây các bạn, chờ keo. Sữa nó nóng rồi đó. Bạn dán lên từ từ nha. Tại vì đen với đen nó cũng dễ lắm. Mà mình quấn như thế này thì dán nó mới hết nha các bạn. Chứ kẽm không thì nó mau ra lắm, nó mau tróc lắm đó. Nó rất là cứng luôn đó các bạn ơi. Nó cũng vừa đủ rồi nè. Bây giờ mình dán cái hộp này lên nha. Đây là cách đơn giản, mình thì không có thích rườm rà đó các bạn, mình thích đơn giản. Rườm rà thì nó khó hơn, nhưng mà mai mốt mình làm sao, giờ rườm rà nó công phu. Rất là đẹp nha. Mình không có cho là đẹp, mình cho là dễ thương đi. Chứ đẹp là phải công phu lắm đó. Đây là một kiểu thôi nha các bạn. Mai mốt mình làm kiểu thứ hai. Mình chơi ăn gian mà. Chào các bạn nha.